video hướng dẫn sử dụng máy May Vernier Plus G1. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu chi tiết về các tính năng sử dụng và điều khiển trên màn hình của máy. Đây, trước mắt mình mở nguồn lên. Đây là ba công tắc nhiệt của thanh nhiệt làm đốt nóng. Vị trí ban đầu là đang tắt. Muốn mở mình mở để tăng nhiệt lên. Mở để tăng nhiệt. Còn ở đây khi mình điều chỉnh nhiệt độ thông thường là bao nhiêu? Bình thường ra thì cái đồng hồ thứ nhất mình chỉ để ở cái mức 145 với vernier 0.6 mm. Thông thường vernier 0.6. Thông thường là vernier xài chủ yếu là 0.6. Và tùy tính năng của từng loại vernier có chịu được nhiệt hay không. Nếu tới nhiệt độ vernier mà không chịu được nhiệt, khi qua nhiệt nó cong vênh thì mình sẽ hạ nó xuống, nghĩa là tối thiểu là ở mức 125. Dao động trong khoảng 125 đến 145 là xài hầu hết các loại vernier. Hầu hết các loại vernier trừ trường hợp là vernier dày 1 ly, 1.5 ly là lên. Phải tăng nhiệt độ này lên 180 đến 200 độ. Và cho tốc độ băng tải, tốc độ băng tải của máy. Mình mở đây mở tốc độ băng tải của máy thì chỉnh tốc độ băng tải của máy nó nằm ở 9 đến 10, 10 trở lại. Dưới 10 mét trên phút. Đúng rồi, dưới 10 mét trên phút đối với vernier 1.5 ly và 1 ly đến 1.5 ly. Còn vernier mà 0.6 thì những thông số đây là 140, 145, 145 và 130. Nhiệt độ trên bao giờ cũng thấp hơn 5. Đấy, thì cái này mình chạy bình thường dao động ở mức 17, 18 đến 20. Đây là đối với vernier mỏng. Vernier mỏng 0.6. Đấy. Nếu tốc độ là 17, 18 thì đây là tốc độ của trục lăn keo, cuốn keo lên thì mình để ở mức 30. Nghĩa là nó 30 đến 35. Nghĩa là nó gần gấp đôi keo, đúng rồi. Là keo đủ. Bây giờ đang 30 bạch là 30. Và đó, cái này nó đang là tốc độ của băng tải là 17 này. Đúng rồi. 17, 18 à. Đúng rồi, từ 20 đến 16 thì mình để ở tốc độ khoảng 30. Còn nếu mà mình may tốt vượt ở mức 22 này thì mình chỉnh lên 35 là ok. Còn nếu mà mình may chậm mức 10 mét, 10 mét thì cái này để khoảng 30. Với vernier dày thì đủ keo, còn vernier mỏng thì nó sẽ dư keo. Dư keo thì thường tràn ra bề mặt để mình giảm bớt. Giảm bớt xuống ở mức 25, từ 25 đến 40. Này điều chỉnh thường là thông thường là từ khoảng 25 đến 40. Đúng rồi. Này, nếu thứ nhất là vernier, tùy độ dày. Đúng rồi. Thứ hai là tùy tốc độ. Tùy tốc độ. Đấy, vernier 0.6 thì thường bình thường sử dụng là ở mức 30. Đấy, thì áp. Đây, mình hạ áp xuống để chạy. Thì với vernier 0.6 thì mình để đồng hồ đè. Đây là áp đè của cái trục đầu tiên. Cái trục ép phôi đầu tiên vào đây. Là mình để ở mức từ 0.5 đến 0.8. Điều chỉnh tăng giảm 0.5 đến 0.8. Còn vernier dày với vernier mà 1 ly thì 1.5 ly thì mức độ nó phải nằm ở 1.5 ký. 1.5. Đúng rồi. Đồng hồ thứ hai là cũng khoảng tầm 1.5. Khoảng 1.5. Ba đồng hồ này để tương đối đều nhau. Đây là cái đồng hồ đè của cả một cái dàn phôi. Bên nó là gồm có hệ thống đè đầu tiên này. Đè đầu tiên. Và hệ thống đè của nguyên cái dàn phôi này. Những cái dàn đè này. Cái đồng hồ thứ hai là của chỉnh áp của đè cả dàn đây, của cái bộ này. Đúng rồi. Còn cái thứ ba là áp của tất cả những cái xi lanh nhỏ này, xi lanh nhỏ để đè xuống từng điểm của băng tải. Ba áp. Nó có ba áp. Thông thường ba áp này mình chỉnh cùng định mức. Nó tương đồng nhau. Gần tương đồng.
vernier từ vernier mỏng 0.5 0.6 đến 1.5. Chúng ta sẽ chỉnh từ khoảng cỡ từ 0.5 đến 1.5. Gần như là tương đương với độ dày của vernier. Đúng rồi. Vernier 1.5 ly thì coi như cái này đến 1.5, gần như tương đương. Chúng ta sẽ điều chỉnh trong cái khoảng đó. Hết. Đối với vernier mỏng thì mình xả lốc cây đây ra. Vernier mà 0.6 mà có những cái tấm vernier nó lạng không đủ 0.6, 0.5, 0.4 thì mình mở lốc cây đây, ống lốc cây đây và chỉnh xuống. Khi nhìn thấy cái thước này này, cái thước mà đè hết đây xuống là nó nằm ở cái mức thứ hai, cái gạch số 2 phải gọi là âm 2. Đây là đối với vernier nó mỏng quá. Nó dẫn đến cái trường hợp là nếu mà mình không chỉnh xuống là cái tấm trước ra trước, tấm ra sau nó bị chồng qua nhau một chút. Còn đây là chỉnh chồng mí và kéo hở không dính. Trước mắt là đây là nó có hai cái ốc để mình chỉnh. Thì khi mình chỉnh á thì mình để một bên cố định, mình chỉnh từng bên một. Khi mình nhìn thấy cái vernier kéo bên nào vào thì mình chỉnh bên đó. Kéo chồng mí ngoài vô lên mí trên, lên trên thì mình chỉnh ở đây. Còn chồng cái mí trong lên trên thì mình chỉnh ở đây. Chỉnh ở đây bằng cách xả lốc kê này. Xả lốc kê này. Chỉnh vô này. Đấy, nhìn thấy nó đi này. Chỉnh ra này. Đấy. Nếu mà chồng mí là phải xả nó ra để cho nó quay ra. Còn siết vô này là nó sẽ càng ép vào thêm. Đúng rồi, càng ép vô thêm. Bởi vì cái bánh xe nó chéo thì cái này nó sẽ kéo đẩy vô. Dồn vào. Xong, chỉnh xong mình lốc kê nó lại. Theo nguyên tắc mình sẽ mới chỉnh từng bên trước. Đúng rồi. Để mình kiểm tra xem là cái bên nó chạy ra sao. Chứ còn khi mà mình chỉnh một lúc cả hai bên là rất là khó. Nhìn nó không biết là bên biết nào nó, kéo bên nào vô, bị... đúng rồi. Khó biết lỗi. Khó biết lỗi. Mình sẽ chỉnh từng bên một để mình biết được cái bên nào là bị. Và sẽ xử lý từng bên luôn. Còn ở đây là cái lực đè của cái lò xo này, cái lực đè của cái bánh lăn này, thì mình có thể mình xả đây ra, mình tăng lực đè một xíu, chỉnh nó xuống, ép cái lò xo này xuống thì lực đè nó sẽ căng hơn. Đây là lực đè của hai bánh bên. Khi nào mà chúng ta cần chỉnh cái lực đè này nhỉ? Khi vernier cong vênh nhiều. Nó bị cong lượn sóng giống như là vặn vỏ lỗ vỏ sò đấy thôi. Thì mình chỉnh cái lực sẽ cần đè chút để nó giữ cái để nó giữ thẳng cái tấm vernier ra. Đây là bộ phận làm lạnh để nó làm lạnh cho cái nồi keo để cho giữ keo được lâu chết. Có hai đường ống dẫn vô cái đế nồi keo. Như là thông thường cái keo của cái máy vernier này nó sẽ khá là nhanh chết vì nhiệt độ cái môi trường. Nhiệt độ môi trường nóng hoặc là quá trình chạy sinh nhiệt thì nó cũng sẽ nhanh chết hơn, dẫn đến là keo không được đều keo và nó tạo thành cục lõn nhõn, độ kết dính kém. Đúng rồi, độ kết dính kém, cho nên là cái bộ chiller này nó sẽ làm lạnh cho nguyên cả một cái khối của cái nồi keo. Đấy, thì trước mắt là đây là công tắc mở nguồn tắt. Khi mình tắt đang chạy mà mình tắt thì phải chờ một thời gian nhất định khoảng 3 phút thì mình mở lại, không tránh cái tình trạng nó bị dội ga sốc ngược dẫn đến là lúc bê van một chiều của bơm ở lốc. Đấy, mình mở sẽ chờ một chút. Đúng rồi, mình mở. Đây là nhiệt độ thực tế và đây là nhiệt độ mình cài. Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ cài thôi. Đúng rồi. Nhiệt độ thực tế của cái máy này nó đang hoạt động. Nhiệt độ của cái mức độ làm lạnh. Mình cài thì đây bấm lên. Ở đây bấm xuống. Tùy thuộc cái môi trường của mình. Nếu mình ở cái môi trường nóng, thời tiết nóng, thời cái mùa nóng thì mình có thể mình để ở cái mức 16 độ. 16 17 độ thì đúng rồi. 16 17 độ. Sau khi mình cài này, bấm lên bấm xuống này, alo nghe này,
khoảng 5 giờ em ạ. Đây, phía trên là cái nhiệt độ làm mát thực tế hiện tại. Và phía dưới thì chúng ta liên tục kêu, chúng ta muốn chỉnh cái tận nhiệt độ mới chúng ta cài phía dưới. Lưu ý ở trên đây nó có dầu truyền nhiệt, là nó để nó dẫn truyền nhiệt lạnh từ đây lên cái đế là ở đây. Mình mở cái nắp này ra, ở đây có thông số của mã dầu. Mình có thể dùng cái dầu 32 hoặc dầu 24. Mình truyền bằng dầu, nói chung là truyền truyền cái mức độ lạnh qua đúng qua rồi. Cái truyền độ treo là bằng dầu. Qua đế kia bằng dầu. Cái nhiệt độ thông thường mình điều chỉnh là nó có thay đổi những cái nhiệt độ như nào nhỉ? Ví dụ như nhiệt độ môi trường là 30 độ chẳng hạn thì mình điều chỉnh cái là nhiệt độ là như thế nào? Nếu nhiệt độ môi trường 30 độ thì mình để ở khoảng 18 độ. Còn nếu mà mát hơn thì mình có thể xuống một chút hả? Mát hơn thì không, mát hơn thì mình không cần phải xuống. À. Ví dụ nhiệt độ môi trường nó khoảng 37, 38, 40 độ hay là cái thời tiết nóng á. Thì bởi vì là cái nồi keo nó sẽ ảnh hưởng cái nhiệt độ nóng ở ngoài. Thì mình phải làm lạnh nó thêm một tí nữa. Để nó bù lại. Đúng rồi, để nó bù lại cái khoảng nóng nữa. Bởi vì quá trình nó quay nó đã sinh nhiệt rồi. Nghĩa là thông thường thì sẽ để khoảng mức 16-17 độ. Đúng rồi. Trường hợp nếu mà môi trường quá nóng thì chúng ta có thể chỉ xuống giảm xuống chút là khoảng 15 độ. Nếu là trường hợp môi trường quá nóng. Còn thông thường cái nhiệt độ môi trường nó khoảng cỡ 32 độ đổ xuống thì 16-17. Nghĩa là mát thì mình để khoảng 18 độ, 17-18 độ. Rồi vậy là nó tương đương với sẽ tùy tròn khoảng từ 15 đến 18 độ. Đúng tùy rồi. Theo môi trường. Môi trường càng nóng thì chúng ta chỉnh càng lạnh. Đúng cho rồi. Nó bù lại. Để cho nó bù lại cái nhiệt độ kia để nó làm lạnh, bởi vì nó không bị ảnh hưởng môi trường. Nên khi mà nó làm lạnh thì cái đế này nó sẽ vã mồ hôi lạnh. Nó sẽ rất lạnh đấy. Nó làm lạnh cái này đi để nó giữ cái độ lạnh của cái keo không bị chết bởi nhiệt. Vì keo này là keo nhiệt, nó chết bởi chết nhiệt. Rất nhanh. Chết rất nhanh. Nếu nhiệt độ cao, nhiệt độ càng cao, ví dụ như mình không sử dụng cái bộ lạnh này mà nhiệt độ cao nó khoảng cỡ 35 độ, nhiệt độ môi trường khoảng 35 độ thì thay vì là một bình keo này mình xài trong cái thời tiết đó thì nó chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Là sau 1 tiếng đồng hồ là cái keo còn dư ở đây dán sẽ không đủ chất lượng nữa, tự bong và nó sẽ không ăn. Mất liên kết. Đúng rồi, mất liên kết. Còn đây là cái bảng hướng dẫn pha trộn keo ấy, thì hãng họ đã làm sẵn cái bảng ở đây rồi. Nó có những cái tỷ lệ chúng ta có thể tự nhìn ở đây. Đấy, tỷ lệ phần trăm nước, phần trăm bột đều có ghi ở đây để mình xem. Đây là đối với hãng keo này, còn cái keo khác thì tùy thuộc mình sẽ hỏi nhà cung cấp keo. Người ta sẽ hướng dẫn cách pha.